Tết cận kề cũng là dịp để cho một câu chuyện sẽ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ở các cơ quan hay ở bất cứ đâu. Đó chính là câu chuyện thưởng Tết như thế nào. Vâng, và đối với người lao động thì thưởng Tết có lẽ không chỉ là giá trị vật chất mà trong đó còn chứa đựng những yếu tố tinh thần, khi mà người ta sẽ càng có động lực để người ta muốn phấn đấu nhiều hơn và sẽ có thưởng Tết nhiều hơn. Và có lẽ là quý vị cũng sẽ thắc mắc là thưởng Tết thì chúng ta nên tiêu như thế nào cho hợp lý. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia tài chính để giải đáp về vấn đề này. Vâng, xin chào hai MC trường quay, xin chào quý vị khán giả. Khánh Lành đang có mặt cạnh khách mời của chương trình Rubik Cuộc Sống ngày hôm nay, anh Đặng Trần Phục, là chuyên gia tài chính ạ. Cảm ơn anh Đặng Trần Phục đã dành thời gian cho chương trình. Xin chào Khánh Lành và xin chính kính chào quý vị khán giả. Vâng ạ, Tết thì đang đến gần rồi và mối quan tâm bây giờ của mọi người là thưởng Tết được bao nhiêu, thưởng Tết như thế nào. Không biết là bên công ty của anh Phục thì tình hình này đang đến đâu rồi ạ? Vâng, năm 2023 thì thị trường tài chính về cơ bản là có những cái khởi sắc hơn so với năm 2022. Bởi vậy cho nên AZFIN thì cũng có cái thưởng Tết gọi là tốt hơn so với năm 2022. Và chúng tôi cũng đã giải ngân dần cái thưởng Tết này chia làm 2 đến 3 tháng để làm sao cho các anh chị em cán bộ công nhân viên có được cái nguồn tiền đều, để từ đó là tránh cái việc là nhận một lần sốc và cuối cùng là tiêu quá nhiều và từ đó không tích lũy được bao nhiêu. Có vẻ như là cách trả thưởng Tết của bên anh cũng hơi khác so với các công ty hoặc là đơn vị khác. Đây có phải là truyền thống của bên mình? Vâng, là một đơn vị chuyên về tài chính, thành ra chúng tôi đưa ra chiến lược thưởng Tết thì cũng cần phải phù hợp để làm sao cho anh chị em nhân viên họ có thể duy trì giữ được cái phần đó nhiều hơn và giúp cho cái cuộc sống trong tương lai có thể tốt hơn. Vâng. Nghe đến cụm từ là thưởng Tết năm nay là nhỉnh hơn thưởng Tết năm ngoái thì có lẽ là người lao động rất là mừng rồi và mừng thay nhân viên của anh. Vậy thì con số thì có thể tiết lộ không ạ? Bao nhiêu con số ạ? Bao nhiêu con số không đằng sau ạ? Vâng, thực ra thì việc thưởng Tết thì đối với mỗi vị trí là đều khác nhau. Tuy nhiên thì thưởng Tết mức thấp nhất của công ty thì cũng là tối thiểu cũng phải trên 10 triệu. Vâng, năm nay thì nhiều người lại có vẻ như là quan tâm đến câu hỏi là thưởng Tết bao nhiêu, thưởng Tết nên chi tiêu như thế nào nhiều hơn. Thực sự là trong thời gian gần đây thì cái phong trào về quản trị tài chính cá nhân diễn ra hết sức sâu rộng trong mọi tầng lớp người lao động, người dân. Chính vì thế thì tôi cũng nhận được rất nhiều các cái câu hỏi về việc lên chi tiêu, lên sử dụng cái khoản thưởng đó như thế nào. Đặc biệt trong một cái giai đoạn kinh tế của chúng ta đang chuyển thời, có sự khó khăn nhất định từ năm 2022 và 2023. Bên cạnh đó thì 2024 thì cũng vẫn sẽ đối mặt với khá nhiều những cái bất ổn. Do đó cái việc chi tiêu như thế nào, đầu tư ra sao để cho cái khoản thưởng Tết nó hiệu quả nhất trong cuộc sống của chúng ta cũng như trong tương lai là một điều được bà con, nhà đầu tư, mọi người quan tâm rất nhiều. Vâng, cái mức độ quan tâm so với năm ngoái như nào ạ? Thực sự năm nay thì mức độ quan tâm thậm chí còn nhiều hơn năm ngoái rất nhiều, bởi vì trong năm đa phần cán bộ công nhân viên ở Việt Nam về cơ bản là có mức lương và thu nhập giảm hơn so với các năm trước. Bởi vậy cho nên họ cần phải tính toán một cách kỹ càng hơn để làm sao cái khoản thưởng Tết đó phát huy được cái tác dụng lớn nhất. Năm nay thì truyền thông báo chí cũng thống kê một con số mà có lẽ cũng khiến rất nhiều người lao động đau lòng. Đó là con số những người phải bị cắt giảm bởi các công ty xí nghiệp cũng như là những tập đoàn, những công ty bị phá sản bởi kinh tế khó khăn. Cái việc là nhiều người không có thưởng Tết cũng là câu chuyện buồn của cuối năm. Sử dụng thưởng Tết hợp lý như thế nào thì lại là một câu hỏi lớn. Vậy thì vâng, chính sách chia thưởng Tết ra làm nhiều khoản nhỏ phân bố khoảng 2-3 tháng trước Tết thì cũng là một cái chính sách rất là tôi nghĩ là rất là hay ở công ty anh Phục. Vâng, vậy là một chuyên gia tài chính, anh có thể đưa ra một số nguyên tắc cơ bản trong cái việc sử dụng thưởng Tết? Vâng, về cái việc là thưởng Tết thì đối với đa phần mọi người thì tương đối eo hẹp trong năm nay so với các năm trước. Bởi vậy cho nên là việc sử dụng sao cho hiệu quả là vô cùng quan trọng. Thì trước tiên chúng ta có một cái khoản thưởng Tết tương đối lớn so với những cái khoản gọi là tiết kiệm trong năm. Bởi vậy cho nên là chúng ta cũng cần phải sử dụng làm sao cho nó cân đối và hiệu quả. Thì trước tiên tôi cho rằng cái khoản thưởng Tết đó nên trích một phần cho đầu tư đầu tiên. Và trích bao nhiêu thì chúng ta hãy dựa vào những cái công thức như sau. Ví dụ các tháng trong năm chúng ta trích khoảng 10% cho đầu tư chẳng hạn. Vậy thì riêng tháng Tết cái khoản thu nhập lớn hơn, dôi dư hơn như vậy thì chúng ta nên trích khoảng 20%, thậm chí 30% của khoản đó dành cho cái mục tiêu đầu tư cho tương lai của chúng ta cũng như của con em chúng ta.
Sau đó số còn lại thì chúng ta mới đưa vào chi tiêu theo nguyên tắc cần đáng trọng. Cần ở đây là gì? Tức là những cái công việc, những cái chi tiêu thực sự cần thiết cho cuộc sống, cho gia đình chúng ta, chứ không phải là những gì mà chúng ta mong muốn ở đây. Và yếu tố thứ hai là đáng, tức là khi chúng ta bỏ đồng tiền ra thì cái lợi ích chúng ta nhận được ấy, thì phải về cơ bản là phải gọi là đáp ứng được những cái mong mỏi, những cái mong muốn của mình rất nhiều, và mình cảm thấy rằng nó rất xứng đáng để chi những cái khoản tiền như thế. Và nguyên tắc thứ ba đó là trọng. Trọng ở đây tức là chúng ta cần phải ưu tiên những thứ trọng yếu nhất, quan trọng nhất, và sắp xếp thứ tự để thực hiện cái vấn đề đó. Mình có chia thành phần trăm thưởng Tết mình sẽ dành cho cái khoản này khoản kia như thế nào không ạ? Vâng, riêng về khoản đầu tư thì tôi cho rằng là nên chia khoảng độ 20 đến 30% các khoản thưởng Tết đó dành cho việc đầu tư. Và việc đầu tư thì nên lựa chọn những cái kênh đầu tư mà có triển vọng tốt trong tương lai và đặc biệt là trong dài hạn. Ví dụ như có thể lựa chọn kênh cổ phiếu, hoặc là có thể lựa chọn kênh vàng, nhưng mà trong cái giai đoạn vàng điều chỉnh thì mới nên mua. Còn đối với việc chi tiêu thì chúng ta dồn vào 70% còn lại. Thì cái việc chi tiêu cho những gì thiết yếu nhất cho cuộc sống, ví dụ như là thực phẩm, ví dụ như là quà biếu Tết bố mẹ hay gia đình, rồi những người thân xung quanh, thì chúng ta nên để tỷ trọng khoảng độ 40-50%. Rồi còn 20% còn lại thì lúc đó chúng ta có thể dành cho chính bản thân chúng ta và con cái của chúng ta. Ở trong không gian này thì tôi có đọc được một câu nói, đó là khi chúng ta mua quá nhiều những cái mình không cần thì chúng ta sẽ có lúc chúng ta phải bán những cái thứ mình cần. Vâng ạ. Ngoài ra thì chúng ta cần phải để ý đến những tiêu chí nào khác ạ? Vâng, thực sự đây là một câu nói rất nổi tiếng của tỷ phú Warren Buffett trong cái việc đầu tư. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta mua quá nhiều những thứ không cần thiết thì rõ ràng là cái ngân sách của chúng ta bị co lại rất nhiều. Và khi chúng ta mua những cái thứ mà cần thiết thì chúng ta bắt buộc phải bán đi hết những cái thứ kia. Và thông thường khi chúng ta bán đi đó thì chúng ta sẽ bị thiệt hại một khoản tiền rất lớn. Từ đó làm cho cái hiệu quả chi tiêu của chúng ta bị giảm sâu rất nhiều. Vâng. Vậy thì có những sai lầm nào thường gặp khi mà mọi người sử dụng tiền thưởng Tết ạ? Vâng, thông thường thì đối với đa phần mọi người thì hàng tháng có lương thì thường gần như là hết luôn. Thế do đó là cuối năm họ có một khoản lớn, thì từ đó là họ bị gọi là choáng ngợp một chút. Do đó là nhiều lúc là không biết chi tiêu như thế nào cho hiệu quả, mà đơn giản là họ thấy họ đang cần muốn cái này, muốn cái kia, thì họ sẵn sàng chi tiêu ngay lập tức mà không cần phải tính toán hay suy nghĩ nhiều. Thì sau đó thường xảy ra cái vấn đề đó chính là cái khoản còn lại thì lại không đủ cho các cái mục đích cần thiết và quan trọng khác. Thì đấy chính là một trong những cái rủi ro, đó là không có kế hoạch trong việc chi tiêu những cái khoản thưởng Tết như vậy. Vâng, dẫn đến tình trạng là vung tay quá chán đúng không ạ? Và nhiều người thì có xu hướng là cả năm mới có một cái Tết thì hãy đón cho nó sung túc đủ đầy một chút để năm sau mình có nhiều cơ hội, mình có kinh tế hơn, mình phát triển hơn. Và nhiều người thì cũng kìm nén chi tiêu cả năm rồi nên Tết thì cũng sẽ vung tay một chút. Vâng, đấy chính là một trong những sai lầm lớn nhất đối với những người mà có một cái khoản thu nhập đột biến không hẳn là thưởng Tết. Và cái sai lầm này thì có thể khiến cho chúng ta gặp khá nhiều khó khăn trong tương lai. Bởi vậy cho nên chúng ta nên tránh cái việc gọi là chi tiêu một cách quá tay, quá đáng về cái thưởng Tết đó. Và chúng tôi cũng rất là thích cái câu nói của các bác ngày trước, đó là sống nhờ lương nhưng giàu nhờ thưởng. Bởi vậy cho nên cái việc thưởng đó chính là có một cái khoản tiền khá lớn, khá là tốt để chúng ta có thể đầu tư cho tương lai của chúng ta cũng như con em chúng ta, để chúng ta có được nhiều cái Tết đủ đầy hơn trong tương lai, thay vì là chỉ tập trung vào cái Tết trước mắt. Ngoài ra thì còn có những sai lầm nào khác mà chuyên gia tài chính của chúng ta có thể lưu ý ạ? Ngoài cái chi tiêu vung tay quá chán thì đó là cái chi tiêu không hề có kế hoạch, và bên cạnh đó là không có dự phòng các cái khoản chi tiêu cho Tết. Thì khi chi tiêu quá chán thì làm cho cái ngân sách của chúng ta cạn rất là nhanh. Và khi chi tiêu không có kế hoạch thì sẽ khiến cho chúng ta không đạt được cái thỏa mãn lớn nhất trên các cái khoản tiền chi tiêu đó. Tôi lấy ví dụ, tôi có những người bạn ở khi mà nhận thưởng Tết về, họ có thể đi làm tóc, rồi là làm móng tay, móng chân, rồi là làm đẹp cho mình, thì mất đến cả chục triệu đồng.
mà chiếm đến khoảng độ một nửa, thậm chí hơn một nửa cái khoản thu nhập Tết của họ. Trong khi đó thì những cái khoản còn lại rất thiết yếu cho cuộc sống, ví dụ như là liên quan đến quà để kính hiếu đối với gia đình hai bên, rồi liên quan đến thực phẩm, rồi liên quan đến con cái, thì tổng dồn lại lại chưa đến một nửa. Từ đó giúp cho cái độ thỏa mãn hay hiệu quả trong chi tiêu của chúng ta bị giảm rất sâu. Bên cạnh đó thì rất nhiều người cứ thấy sẵn tiền và họ chi tiêu hết, họ không dự phòng cho cái khoản Tết. Mà trong khi Tết diễn ra thì thông thường chúng ta lại có rất nhiều những cái khoản phát sinh khá lớn trong cái quá trình đó. Ví dụ như là ra Tết thì chúng ta đi gặp thêm nhiều người mà chúng ta không có kế hoạch, phải là lì xì chẳng hạn, hay là phải mừng tuổi họ, hay là nhiều cái kế hoạch ví dụ như gặp gỡ bạn bè vân vân, lúc đó cũng cần phải chi tiêu khá nhiều mà chúng ta đã tiêu hết rồi, thì do đó rằng là chúng ta sẽ rơi vào bị động rất nhiều. Vâng, cũng theo chia sẻ của anh đó là 20% trong tiền thưởng Tết chúng ta nên đầu tư. Thế nhưng đầu tư vào kênh nào thì lại là một câu hỏi lớn. Anh có thể chia sẻ với khán giả của Đúng Rồi Cuộc Sống rằng là chúng ta nên đầu tư vào những kênh nào khi có một số tiền thưởng Tết như vậy? Vâng, về khoản thưởng Tết của chúng ta nếu mà so với hàng tháng thì nó có thể tương đối lớn một chút. Tuy nhiên so về quy mô tuyệt đối thì nó cũng không phải quá lớn đối với nhiều người. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải cân nhắc tìm kiếm các cái kênh đầu tư sao cho phù hợp. Ví dụ như đối với kênh bất động sản thì gần như là không thể rồi. Bởi vì với mỗi miếng bất động sản giá trị có thể lên đến hàng tỷ đồng. Và khi đó thường chỉ các chủ tịch các công ty thì may ra mới có khoản thưởng đủ để phân bổ vào đó. Còn đa phần chúng ta thì có cái khoản thưởng Tết đâu đó dao động quanh 10 triệu, 20 triệu hoặc nhiều hơn một chút. Thế do đó là cái khoản đầu tư của chúng ta cũng không quá lớn, đâu đó chỉ độ 5, 7 triệu, 10 triệu, 20, 30 triệu thôi. Từ đó thì chúng ta nên chọn những cái kênh phù hợp như sau. Một là có thể gửi tiết kiệm, hai là có thể mua chỉ vàng, ba là có thể mua trái phiếu và bốn có thể mua cổ phiếu. Thì trong bốn cái kênh đó thì hiện nay vàng thì giá đã tương đối cao rồi. Rồi kênh gửi tiết kiệm thì lãi suất tương đối thấp. Thế do đó là tôi nghiêng về hai kênh, đó là mua trái phiếu hoặc là chúng ta đầu tư vào cổ phiếu. Thì hai kênh này lại khá thuận lợi trong cái điều kiện kinh tế năm 2024 của Việt Nam được kỳ vọng sẽ phục hồi một cách mạnh mẽ hơn so với năm 2023. Từ đó giúp cho cổ phiếu có thể tăng giá tốt hơn và trái phiếu có cái lãi suất cũng tương đối cao, thậm chí gấp 2 lần so với gửi ngân hàng. Thế nhưng mà những người mà muốn đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu thì cũng cần phải có kiến thức kinh tế phù hợp. Vâng, có một cái cách giúp chúng ta có thể đầu tư mà vẫn không cần phải nhiều kiến thức. Đó là nhà đầu tư, người dân có thể gửi vào các quỹ đầu tư chuyên nghiệp ở trên thị trường. Từ đó thì họ sẽ đầu tư cho chúng ta một cách an tâm và hiệu quả một cách bền vững hơn. Một lần nữa thì rất cảm ơn chuyên gia tài chính Đặng Trần Phục đã dành thời gian cho chương trình và có những chia sẻ rất thú vị, rất thiết thực. Tôi hy vọng rằng là Tết này nhiều người sẽ hạn chế cái việc vung tay quá chán, liệu cơm gắp mắm để sau Tết chúng ta sẽ có một nguồn tài chính ổn định hơn, dồi dào hơn để khởi đầu một năm mới thuận lợi. Xin cảm ơn Khánh Lành và xin cảm ơn quý vị khán giả.